Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc, nhà cửa ô tô bị cuốn trôi. Nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu hè cực đoan. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, tại ít nhất là 2 quận ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng hơn 60 năm qua. Ở khu tự trị Trang Quảng Tây gần đó, một ngôi nhà gỗ đã bị đổ sập do mưa lớn khiến 5 người tử vong. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Trước đó, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Cụ thể là mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt trong 2 ngày tới. Theo cơ quan thời tiết của các địa phương, năm nay những cơn mưa dông đầu hè có cường độ lớn hơn và sẽ kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Quang, chuyên gia tại trang tin thời tiết Weather.com công nghệ thuộc Cục khí tượng Thủy văn quốc gia Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng với hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, cả hai khối không khí bị tắc ở đây gây ra nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi. Biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Cũng trong thời điểm này 2 năm về trước, lũ lớn ở Trịnh Châu, một thành phố 12 triệu dân ở miền Trung của Trung Quốc làm hàng trăm người tử vong, một số người chết đuối trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Tứ Xuyên trở thành một khu vực nhạy cảm khi mấy năm gần đây, những trận động đất có cường độ 2, 3, 4 độ Richter thường xuyên xảy ra, nó đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay. Người dân Tứ Xuyên cho rằng động đất không phải do thảm họa tự nhiên thuần túy. Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác khí đá phiến Tứ Xuyên, bất chấp việc gây ra động đất, tính mạng và cái chết của người dân bị coi thường. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNC, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra vào lúc 4h33 sáng ngày thứ Sáu. Tâm chấn nằm tại huyện Lỗ, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, cách mặt đất khoảng 10 km. Dư chấn của trận động đất lây lan đến Thành Đô, Trùng Khánh và những nơi khác. Tính đến 4h55 sáng cùng ngày, huyện Lữ một lần nữa ghi nhận dư chấn 2,8 độ Richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến 11 giờ trưa ngày thứ Sáu, có 3 người chết và gần 100 người bị thương. Tuy nhiên, người dân Tứ Xuyên cho rằng trận động đất là do khai thác, thu hồi đá khiến ở địa phương gây ra. Động đất thường xuyên, thảm họa nhân tạo hay thiên tai, Tứ Xuyên là một trong những tỉnh phát triển mạnh về công nghệ khai thác khí đá phiến của Trung Quốc, chiếm 1/4 sản lượng khí đá phiến của cả nước này. Công nghệ này đòi hỏi các nhà khai thác thực hiện nhiều vụ nổ trong lòng đất để thu được dầu và khí đốt từ lớp đá phiến trong lòng đất. Đài Epoch Times trích dẫn thông tin từ người dân địa phương là ông Hà cho biết, khu vực ông sống trước đây chưa từng có động đất. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, những trận động đất có cường độ 2, 3, 4 độ Richter luôn xảy ra. Nó đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay. Ông Hà cho rằng, việc khai thác dầu đá phiến và khí đá phiến ở toàn bộ khu vực phía Nam đã gây ra động đất thường xuyên cho Tứ Xuyên. Ông nói, ai cũng biết nhưng người dân bình thường không thể nói ra. Chuyên gia về địa chất Phạm Hiểu cũng thừa nhận rằng, trận động đất mạnh 6 độ Richter này có liên quan đến việc khai thác khí đá phiến ở Lữ Xuyên, về mặt thời gian và không gian. Nếu bạn đối mặt với vấn đề này một cách thẳng thắn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước ở các khu vực khai thác khí đá phiến, bạn sẽ có thể giảm những tổn thất này. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác khí đá phiến Tứ Xuyên, bất chấp việc xảy ra động đất. Theo hồ sơ của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, kể từ năm 2018, hơn 50 trận động đất đã được phát hiện tại 4 thành phố Nội Giang, Tự Cống, Lư Châu, Nghi Tân ở miền Nam Tứ Xuyên. Những người ngoài cuộc tin rằng trận động đất ở Tứ Xuyên trong những năm gần đây, phần lớn là do các tham vọng kinh tế vô đạo đức và chủ nghĩa bá quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ tháng 2 năm 2019, một số dân làng ở khu vực khai thác đá phiến Tứ Xuyên đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối các công ty khai thác dầu khí. Họ thậm chí còn bao vây chính quyền quận. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khai thác lại là những doanh nghiệp trực thuộc Trung ương. Hoạt động thăm dò và phát triển dầu đá phiến lại được coi là chiến lược quốc gia, nằm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên người dân và chính quyền địa phương cũng bất lực trong việc can thiệp. Đối với tiếng nói phản kháng của dân chúng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ để ý đến. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin, trong vài năm qua, chỉ riêng Petrochina đã đầu tư 28 tỷ nhân dân tệ vào việc thăm dò và phát triển khí đá phiến ở lưu vực Tứ Xuyên. Vào 3 năm trước, chuyên gia về địa chất Phạm Hiểu đã đăng một bài phân tích về mối quan hệ giữa động đất ở lưu vực Tứ Xuyên với việc khai thác khí đá phiến trên WeChat. Tuy nhiên, bài báo này đã bị WeChat xóa ngay lập tức sau khi được đăng. Sự thật ẩn giấu về siêu động đất ở Đường Sơn. Nói đến thảm họa động đất do con người tạo ra, nhiều người sẽ nghĩ đến trận động đất 8 độ Richter xảy ra vào ngày 28 tháng 7 năm 1976 ở Đường Sơn, được coi là một trong những thảm họa thiên tai tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại thế giới. Điều đáng lên án là trận động đất này hoàn toàn có thể tránh được. Từ cuối năm 1975 cho đến trước ngày xảy ra trận động đất ngày 27 tháng 7 năm 1976, các trạm địa chấn ở Đường Sơn đã liên tục đưa ra cảnh báo bằng hình thức như là văn bản, áp phích, điện tín tới cơ quan quản lý động đất quốc gia. Tuy nhiên, các nhà chức trách lại không hề truyền đạt những cảnh báo này đến người dân. Thông tin từ Wiki cũng cho biết, một ngày trước khi xảy ra trận động đất, mực nước giếng ở một làng ngoại vi Đường Sơn đã dâng lên và hạ xuống 3 lần, và hậu quả thảm khốc đã xảy ra chỉ trong vòng 10 giây. Dư chấn của nó đã cướp đi sinh mạng của 255.000 người. Cả thị trấn công nghiệp với một dân số hơn 1 triệu đã trở thành đống đổ nát trong chốc lát. Ngay sau thảm họa kinh hoàng này, chỉ riêng các quan chức phụ trách công tác động đất ở quận Thanh Long, Hà Bắc là gửi cảnh báo trước cho người dân. Dân số 470.000 người trong quận được bảo toàn và không ai bị thương, được coi là một kỳ diệu trong bối cảnh 180.000 ngôi nhà của quận đã bị sập và hư hại. Điều này chứng minh rằng sự chuẩn bị và cảnh báo sớm thực sự có hiệu quả 100. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ rút ra được bài học đã khiến cho lịch sử được lặp lại. Lũ lụt ở Trịnh Châu do xả lũ mà không báo trước hay che giấu dịch bệnh COVID-19 đã gây ra thảm họa trên toàn cầu. Ngày nay, Tứ Xuyên trở thành một khu vực nhạy cảm khi thường xuyên xảy ra động đất do các hoạt động khai thác mạnh mẽ dầu đá phiến. Đảng Cộng sản Trung Quốc rõ ràng đang coi thường tính mạng của người dân. Kính thưa quý vị, hôm thứ Ba, một trận mưa bất ngờ xảy ra ở Quý Châu, Vân Nam làm ngập đường phố và nhấn chìm nhiều phương tiện giao thông, nước trên đường dồn xuống sông như thác. Đội cứu hộ lội nước rà soát và tìm kiếm những người bị kẹt trong những chiếc ô tô đang chìm. Tuy nhiên, chính xe cứu hộ cũng bị ngập. Hồ Nam mưa lớn, ô tô nổi dập dềnh trên sông giữa phố. Chiếc ô tô màu trắng vẫn đang nháy đèn nổi dập dềnh trên mặt nước này là cảnh tượng vào đêm ngày thứ Hai tuần qua tại khu tự trị Hồ Nam. Nhiều địa phương của tỉnh này đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hồ chứa vượt quá mức cho phép mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Sau đó, lũ tràn vào thành phố và khu dân cư khiến đường biến thành sông, nhấn chìm nhà cửa, cuốn trôi xe cộ. Mưa đá ở Đại Khánh to bằng quả trứng xuyên thủng lỗ chỗ kính ô tô. Vào hôm thứ Hai vừa qua, mưa đá đồng loạt xảy ra ở Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh và những nơi khác của tỉnh Hắc Long Giang. Một đoạn video cho thấy trận mưa đá ở thành phố Đại Khánh to bằng quả trứng. Nhiều phương tiện có kính chắn gió phía trước thủng lỗ chỗ, kính sau vỡ cả mảng lớn. Trương Gia Khẩu hứng chịu bão cấp 10, cổ thụ cũng bật gốc. Vào chiều cùng ngày, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc hứng chịu cơn bão cấp 10, mây đen mù mịt, gió bụi cuốn tung, trời mưa sụp xuống, nhiều ngôi nhà bị hư hại, gió cuốn lốc mái tôn và hàng cây cổ thụ cả dãy bị gió quật bật gốc. Mưa lớn ở Thiểm Tây gây vỡ đê, 60.000 người bị ảnh hưởng. Gần đây, nhiều nơi ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc gặp phải đợt mưa lớn, trong đó có kênh Hán Tuệ ở huyện Miễn, thành phố Hán Trung bị vỡ 15 mét, dẫn đến thảm họa lũ lụt nghiêm trọng tại địa phương. Nhiều nơi bị lở núi, đường bị sạt lở, nhiều thị trấn bị mất điện, mất nước, thông tin bị gián đoạn, trong đó có toàn bộ trấn Trường Cầu Hà bị mất điện, thông tin bị gián đoạn. Ít nhất 60.000 người đối mặt với khó khăn do mất điện, nước. Người dân lợi dụng lũ thừa cơ xả thải xuống sông, khi nước chảy thành sông, cuốn đi nhà cửa, làng mạc, xe cộ, cây cối. Đáng tiếc là người dân ở bên sông đã lợi dụng lúc lũ, ném chất thải xây dựng xuống sông. Trong video hôm Chủ nhật vừa qua cho thấy, người dân bên sông ở miền Tây lợi dụng nước lũ đã ném từng bìa gỗ lớn vật phế thải xây dựng xuống sông. Cư dân mạng tên Câu Lơ 2007 kể câu chuyện một người phụ nữ ở hạ nguồn lội nước cao đến thắt lưng, đang cố gắng kéo đứa trẻ qua đường thì bất ngờ bị một tấm ván gỗ lao tới, hất đứa trẻ khỏi tay rồi bị dòng nước cuốn trôi. Mây sét liên hồi trên bầu trời Cát Lâm. Vào lúc 7 giờ tối hôm thứ Hai tại Tùng Nguyên, Cát Lâm, nhiều cư dân mạng đã quay được video mây sét hiếm có. Cảnh tượng giống như trận chiến của ánh sáng và bóng tối trên bầu trời. Cảnh tượng rất kinh ngạc, có lẽ đây là tia sét giữa các đám mây với nhau, không phải giữa các đám mây và mặt đất như thông thường. Loại sét này không gây ra tiếng nổ lớn nhưng tần số, âm thanh khá cao. Sau những thiên tai, dị tượng không dứt ở Trung Quốc, chúng ta cùng đến với một số trận bão lũ ở các nơi khác. Nước lũ cuốn trôi nhà như du thuyền ở Quảng Đông. Đây là video về cảnh nước lũ sau cơn bão ở phía bắc Quảng Đông, Trung Quốc. Nhiều ngôi nhà và xe bị nước lũ cuốn trôi. Cơn bão nhiệt đới hôm vừa qua quét qua đây, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 20 người mất tích. Gió bão thổi bay người đi đường ở Bắc Kinh. Cảnh quay hôm thứ Ba vừa qua ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cơn gió mạnh thổi bay những thùng chứa đầy rác trên phố. Một cô gái đi giày trượt patin bị cuột ngã xuống đất và thổi bay cô vào lề đường. Sau đó phải bò sát xuống mặt đường sang tòa nhà bên kia đường để tránh gió. người đàn ông đưa con trên chiếc xe đẩy cũng chịu số phận tương tự, gió hất văng cả xe lẫn người, may mắn, đứa trẻ không bị thương, lẫn người, may mắn, đứa trẻ không bị thương. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Trước những tin đồn đoán về con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ trong nay mai, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc mới ra một thông báo để trấn an lòng dân. Theo đó, tại Hoa Nam buổi sáng, thông luận viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra ngày hôm nay có một bài viết mang tựa đề "Tên lửa bắn vào đập Tam Hiệp chỉ như mũi đốt thôi". Nội dung của bài báo này chắc hẳn mới nghe thấy cái tiêu đề người ta đã hiểu hết, chẳng cần phải đọc. Chính quyền Trung Quốc khẳng định con đập này có sức chịu đựng cực lớn, đến mức tên lửa của các nước bắn vào chỉ như gãi ngứa mà thôi, và rằng với chiều cao 181 mét và được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 463.000 tấn thép, đập Tam Hiệp được ví như một pháo đài thép khổng lồ. Bởi vậy, những thế lực nào đang có ý định phá hủy đập Tam Hiệp thì nên dừng ngay những ý nghĩa đó lại, bởi nó chả đem lại tác dụng gì mà còn gây thiệt hại cho bản thân. Những lời tuyên bố trên của chính quyền Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh được cho là con đập Tam Hiệp sắp đến ngày tận số, bởi mực nước trên 250 con sông của Trung Quốc đang dâng lên quá cao, mức báo động đỏ và tiếp tục còn dâng cao trong tháng 7 và tháng 8 tới. Tất cả các hồ chứa của những con đập, trong đó có cả đập Tam Hiệp, cũng đều cao quá mức báo động đỏ. Điều này chứng tỏ chính quyền Trung Quốc cố tình trấn an lòng dân mà không chịu chấp nhận một thực tế bẽ bàng. Tờ Taiwan News vào ngày hôm nay ra thông báo nếu đập Tam Hiệp nằm ở các nước tư bản thì họ sẽ ngay lập tức thông báo tới người dân về sự nguy hiểm cận kề để cho người dân được biết. Sau đó, họ sẽ hỗ trợ cho dân chúng khẩn cấp di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc thay vì đưa con dân của mình đi di tản thì họ lại cho trấn an lòng dân bằng cách lừa dối họ. Theo Taiwan News, chính quyền Trung Quốc nên khẩn cấp đưa 600 triệu người dân Trung Quốc đến một nơi an toàn, không nên đùa giỡn với tính mạng của 600 triệu người dân như thế. Tờ Taiwan News sau đó đã liệt kê hàng loạt những dẫn chứng cụ thể để khẳng định rằng chính quyền Trung Quốc đang lừa dối dân chúng. Thứ nhất, nếu đập Tam Hiệp kiên cố như vậy, tên lửa bắn vào đập chỉ như muỗi đốt thôi, thì chính quyền Trung Quốc đâu cần phải hao tốn một lực lượng quân đội hùng hậu để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Lực lượng bảo vệ đập Tam Hiệp, theo ước tính của các nhà quân sự, chi phí mỗi năm tốn khoảng 200 triệu đô la. Số tiền này đã tăng lên thành 300 triệu đô la mỗi năm khi Đài Loan tuyên bố sẽ dùng tên lửa tấn công đập Tam Hiệp. Thứ hai, suốt nhiều ngày qua, chính quyền đã liên tục xả nước vì sợ đập Tam Hiệp không thể chịu nổi sức ép của 42 tỷ khối nước khi vượt đến ngưỡng 175 mét, mà vấn đề quan trọng nhất là không dám thông báo cho người dân biết về việc xả lũ này. Đến khi bị phát hiện rồi mới ra thông báo là xả lũ, nhưng không dám nói đúng ngày mà chỉ thừa nhận xả 2 cửa xả lũ. Thứ ba, hình ảnh vệ tinh của Google đã tố cáo bờ đê đập Tam Hiệp uốn lượn như hình chiếc võng để cảnh báo người dân. Đó là sự thật không thể chối bỏ được. Tại sao Trung Quốc đòi kiện Google khi nói lên sự thật này? Nếu vững chắc thì đâu phải lo sợ cuống cuồng lên như thế. Thứ tư, công ty quản lý thi công đập Tam Hiệp phải thừa nhận ở thời điểm của giai đoạn thi công vì thời gian gấp rút nên đã tiến hành xây dựng nhiều khâu không đúng với kỹ thuật ban đầu đề ra. Điều này sẽ dẫn tới sự đàn hồi của sắt, thép, bê tông không đúng tiêu chuẩn, gây nên sự uốn cong của một số đoạn đê mà Google đã chụp được. Những đoạn đê này sẽ không thể chịu được sức ép quá lớn của nước như động đất, sạt lở đất hoặc sóng thần gây ra. Quý vị thân mến, ngay sau khi tờ Taiwan News của Đài Loan đưa tin những nhận xét này, phía Trung Quốc đã có những lời đe dọa đến người đứng đầu Đài Loan là bà Thái Anh Văn. Người phát ngôn Trung Quốc là ông Cảnh Xà đã tuyên bố rằng Đài Loan nói sao thì nói vẫn là người của Trung Quốc. Người đứng đầu của quốc đảo này không nên dung túng cho những luận điệu xuyên tạc nói trên. Một mai Đài Loan và Trung Quốc về một nhà, những tờ báo đại loạn như thế sẽ không được nhà nước Trung Quốc tung hô, thay vào đó sẽ bị tẩy chay nếu không muốn nói là không còn đường sống. Rõ ràng rằng chính quyền Trung Quốc đang muốn du ngụ lòng dân bằng cách đưa ra những lời tuyên truyền về sự vĩ đại của con đập Tam Hiệp, nhưng điều đó có vẻ như bây giờ đã mất tác dụng với người dân Trung Quốc. Nếu như cách đây hơn một tháng, nhiều người dân Trung Quốc tin vào chính quyền, tin vào con đập tiên niên kỷ này là vĩ đại nhất trên hành tinh đến cả ngàn năm sau không vỡ. Nhưng thực tế hiện nay đã cho thấy người dân có muốn tin cũng chẳng được. Chỉ riêng 2 tuần qua trong tháng, 2 trận động đất liên tiếp xảy ra trên đầu thượng nguồn đập Tam Hiệp. Tam Hiệp cho xả lũ, người dân bị ngập chìm trong nước, không có lối thoát để di tản. Tin thảm họa, thủ đô Bắc Kinh tràn ngập châu chấu và nước biến thành máu. Các bạn thân mến, dường như những dị tượng rất thích xuất hiện ở đại lục mà nhiều người cũng không hiểu lý do vì sao, thì mới đây lại thêm một thông tin gây sốc. Dẫn lời trang tin Sohu vào sáng nay, vào khoảng 7 giờ 45 phút theo giờ địa phương, bầu trời tại Bắc Kinh bất ngờ xuất hiện những chùm sét lớn lóe sáng một cách ma quái. Đây là kết quả của một cơn dông lớn kéo qua khu vực này. Hàng loạt tia sét dội xuống thành phố Bắc Kinh và bị các cột thu lui trên nóc cao ốc hút sạch, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang trời. Khoảng 15 phút sau thì tại khu vực quảng trường Thiên An Môn, hàng ngàn đàn quạ đen từ hướng Đông Bắc tụ tập thành đoàn, bay tán loạn trên bầu trời Bắc Kinh, kêu la thảm thiết, gào thét như ai oán, ai nghe cũng phải sợ người. Người xưa có câu đất lành chim đậu, đất giữ chim bay, quả là không sai. Trong đoạn video mà người dân quay lại được hàng ngàn những đàn quạ này hòa cùng với những đám mây đen cả trời đất. Đặc biệt nhất là đám mây này có hình dạng như một con quái thú khổng lồ bao trùm mọi ngóc ngách của thành phố Bắc Kinh. Nhìn vào video, chúng ta có thể thấy đám mây này trông rất là kỳ lạ. Chúng phân rẽ ra một bên nắng, một bên mưa và cũng khiến cho bầu trời ở Bắc Kinh vốn chìm nghỉm trong bóng tối, cảnh tượng không khác gì như đang ở dưới âm phủ vậy. Người dân Bắc Kinh khóc lóc nói rằng sắp tới lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Theo nhiều người cho rằng, điểm lạ xuất hiện như vậy chỉ trong vòng 7 ngày tới, nơi đó sẽ xuất hiện tai ương khủng khiếp. Còn nhớ vào cuối tháng 1 năm 2020, một đàn quạ từng xuất hiện hàng ngàn con bay khắp bầu trời Vũ Hán. Người dân không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi người dân ở Vũ Hán phát hiện ra cạnh mình đã có người chết vì virus corona. Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể che giấu tình hình thực sự. Mọi người mới nhận ra rằng chắc chắn ở đây có rất nhiều người tử vong. Cụ thể có bao nhiêu người thì có lẽ họ không rõ, nhưng nhiều tới mức kích hoạt xảy ra phản ứng liên hoàn tự nhiên thì không còn là vấn đề đơn giản nữa rồi. Tới lúc đó, mọi người mới biết được những con quạ này sớm đã ngửi thấy sặc mùi của sự chết chóc. Nói cách khác, chúng có thể ngửi thấy mùi của một người sắp chết mà con người chúng ta không thể có khả năng đó. Vì vậy, chúng sẽ lượn vòng quanh một người để chờ tới lúc người đó chết đi. Đó là vì sao trong văn hóa Trung Quốc, quạ được coi là điểm không lành và luôn được liên kết với cái chết. Trong khi dị tượng xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh, cũng trong cùng ngày, người dân cũng chia sẻ những đoạn video trên 753 con sông lớn nhỏ ở Trung Quốc, mực nước không ngừng dâng cao vượt mức báo động đỏ cho phép. Trong khi một số ngôi làng ở Tây Tạng và Tân Cương, hiện tượng lở đất lũ quét vẫn đang hoành hành. Nhìn vào video, chúng ta có thể thấy một phần của ngọn núi gần ngôi làng Soang ở Tân Cương bị sạt lở nghiêm trọng, kéo theo một lượng lớn đất đá và cây cối đổ sập xuống bụi bay mù mịt. Người dân Trung Quốc đang rất hoảng sợ trước hàng loạt thiên tai ập xuống, giờ đây người dân chỉ biết khóc lóc ăn năn và van xin mẹ thiên nhiên hãy tha tội cho họ. Quay lại với cảnh tượng ở Thiên An Môn, người dân Bắc Kinh đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng trên và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, cầu xin thế giới cầu nguyện cho Trung Quốc sớm vượt qua những tai ương này. Hiện giờ, không chỉ người dân Trung Quốc và người dân cả thế giới rất lo lắng và hoảng sợ, luôn gửi đến lời động viên và trấn an người dân Trung Quốc. Không ai biết được đàn quạ này xuất hiện sẽ mang theo những điểm gờ gì, phải chăng Trung Quốc sắp tới ngày tận thế, khi mà trong những năm gần đây Trung Quốc đang phải chứng kiến nhiều thiên tai dị tượng bất thường liên tục xuất hiện ở khắp nơi, khắp đại lục, từ sóng thần, bão tố, lũ lụt, dị tượng gây sợ, đặc biệt là dịch bệnh. Các bạn thân mến, dẫn lời Cục khí tượng Thủy văn quốc gia Trung Quốc cho biết, vào tối ngày hôm qua, vào lúc 22 giờ 19 phút theo giờ địa phương, dự báo bão số 4 có tên quốc tế là Hanabi bất ngờ đổ bộ về phía Nam Trung Quốc với vận tốc kinh hoàng và hiện đã tiến vào đảo Hải Nam và là vị trí chiến lược quân sự quan trọng của Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Đúng như các nhà quan sát khí tượng nhận định, siêu bão lần này diễn biến khá phức tạp và không theo một quy luật nào, vì trước đó cơ quan khí tượng Trung Quốc còn dự báo là bão sẽ suy yếu trước khi đổ bộ vào nước này. Nhưng giờ đây, tất cả mọi dự đoán đều sai chệch, khiến nhiều cư dân mạng quốc tế phải thốt lên đại siêu bão số 4 Hanabi ngông cuồng như chính giới cầm quyền Trung Quốc Tập Cận Bình. Thưa quý vị, thông tin này cũng đã nhanh chóng được Cục khí tượng Thủy văn của Trung Quốc xác nhận siêu bão Hanabi đổ bộ vào đảo Hải Nam vào lúc 6 giờ 45 phút theo giờ địa phương trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào 2 ngày tới. Siêu bão di chuyển với vận tốc 220 km/h, giật cấp 16-17, kèm theo lốc xoáy và mưa đá dữ dội. Cùng với đó là những tia sấm sét nổ vang trời đã đổ bộ vào thành phố Tam Á ở đảo Hải Nam, Trung Quốc, phía nam của hòn đảo rộng 34.000 km². Nhiều người cho rằng vì Trung Quốc gần đây vẫn hung hăng khi đem tàu chiến ra Biển Đông gây hấn với các nước nên mẹ thiên nhiên quyết tâm san phẳng hòn đảo Hải Nam, nơi mà Trung Quốc lập một căn cứ quân sự hùng hậu nhằm cân bằng với sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình. Đặc biệt, phải kể đến đội tàu ngầm trực thuộc hạm đội Nam Hải của nước này, cũng như hỗ trợ về mặt hậu cần và quân sự cho công cuộc xâm chiếm biển đảo của các nước láng giềng. Đây chính là nguyên nhân vì sao mẹ thiên nhiên buộc phải ra tay trừng trị Trung Quốc. Thông tin trên đã gây chấn động cho giới chức Tập Cận Bình. Trong video mà người dân ghi lại được, mưa to gió lớn đã khiến biển động dữ dội, tạo nên những cơn sóng biển khủng khiếp cao hàng trăm mét, nhấn chìm toàn bộ tàu thuyền của Trung Quốc đang neo đậu trên bờ. Mưa đá cũng đã khiến cho các tàu bè đang neo đậu bị móc méo, biến dạng, gãy khung sườn. Lốc xoáy đã thổi bay hàng ngàn tàu đánh cá cùng với những tàu khai thác dầu khí trái phép của Bắc Kinh. Ngoài ra, các căn cứ quân sự, nhiều đường băng, trường trạm trên đảo Hải Nam bị đánh sập hoàn toàn. Theo Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết, tính đến sáng nay, nhiều khu resort xinh đẹp cũng như khách sạn cao tầng sang trọng tại đây đã bị tốc mái và bị mưa đá rơi xuống làm vỡ hàng ngàn cửa kính. Mưa to cũng đã khiến cho khu du lịch tại đây bị nước ngập sâu từ 2 đến 3 mét. Có nhiều khu vực lượng mưa đo được lên tới 400 mm. Đường xá hay hệ thống cầu cống, đèn đường, cây cối bị gió quật ngã, nằm la liệt, cảnh tượng hoang tàn trông rất khủng khiếp. Chính quyền địa phương ở khu vực này đã tiến hành sơ tán gấp gần 850.000 người dân ở khu vực đã bị bão đi qua đến nơi tránh trú an toàn. Theo người dân nơi đây kể lại, cũng từng có những siêu bão mạnh đổ bộ về đây, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến siêu bão mạnh như thế này. Theo thống kê sơ bộ thì ước tính thiệt hại khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia Trung ương Trung Quốc cũng đã phát đi thông báo khẩn cấp, kêu gọi người dân phải nâng cao cảnh giác và tìm nơi tránh trú an toàn. Tại thời điểm trưa ngày hôm qua, trung tâm thành phố Bắc Kinh bỗng tràn ngập châu chấu từ phương đổ về, làm phi trường Bắc Kinh phải hoãn các chuyến bay vô thời hạn. Hiện nay, theo tin của chính quyền cho biết, đã có rất nhiều tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc vì các tài xế tuy có mở đèn nhưng chẳng có tác dụng gì vì ánh sáng không đi xuyên qua con châu chấu. Do đó, tai nạn là không thể tránh khỏi. Có những xe bị bốc cháy dữ dội vì cú va chạm mạnh, cảnh tượng xe tông nhau liên hoàn trên đường dài cả mấy cây số. Hiện nay, các con đường huyết mạch đều bị tắc nghẽn, đường hàng không thì bị hoãn vô thời hạn. Theo như chúng tôi được biết, chính quyền đang huy động quân đội hỗ trợ trực thăng có gắn hệ thống phun thuốc để diệt châu chấu. Tuy nhiên, với số lượng châu chấu dày đặc thì công việc đó chẳng khác nào đem nước đổ biển. Đã có một chiếc trực thăng bị rơi xuống do lượng châu chấu bay vào động cơ làm tắc nghẽn và máy bay ngừng hoạt động. Hiện nay, theo thông báo của chính quyền các cấp là tất cả phải ở trong nhà, tránh bị ngộ độc và vì hít phải thuốc xịt của phi đội trực thăng đang làm nhiệm vụ. Thành phố Bắc Kinh đang chìm trong nỗi kinh hoàng như thời của ông Morsi trừng phạt Ai Cập và làm châu chấu rắn rết xuất hiện khắp thành phố và nước biến thành máu. Tuy nhiên, số lượng châu chấu đến giờ này bị nhiễm thuốc rơi xuống là rất nhiều, có con vẫn còn cử động nhưng khả năng bay là không thể. Đã có rất nhiều châu chấu bị rơi xuống cống nước, làm hệ thống nước thải bị tê liệt và hiện tượng nước sình phun lên từ cống làm bốc lên mùi hôi thối cục đỉnh. Qua một thời gian thì xác của con châu chấu ngấm nước, ngấm hóa chất nên phản ứng của hóa học và chuyển hóa ra màu đỏ. Hiện tại, chính quyền đã rất bế tắc trong tình huống xử lý này vì các hệ thống nước đều xảy ra một màu đỏ, mùi tanh như máu. Trong năm nay, Trung Quốc đã phải gánh chịu rất nhiều tai ương như lời nguyền trong vụ Thiên An Môn vì chính quyền Trung Quốc dùng xe tăng chiến đấu với các sinh viên tay không và cuối cùng dùng xe tăng bắn thẳng vào nhóm người biểu tình, rồi dùng xe tăng cán lên người đã chết và bị thương, biến quảng trường Thiên An Môn thành sông máu, bao oan hồn không siêu thoát được. Sau đó, hiện tượng châu chấu và nước máu là do ứng nghiệm mà ra. Ngoài mưa, nước, người ta còn ghi nhận rất nhiều hiện tượng dị thường khác như mưa ếch, mưa cá, thậm chí là mưa máu. Thời tiết có thể rất thất thường, nhưng chúng ta luôn luôn kỳ vọng nó rơi vào một trong số những khả năng nào đó, nhưng đôi lúc mọi sự có thể trở nên khá huyền ảo. Trên thế giới có một số hiện tượng thời tiết rất kỳ lạ của chúng, mưa máu là một trong những các ví dụ. Sau đây là một số hiện tượng thời tiết kỳ dị từng được ghi nhận trong lịch sử mưa máu. Hiện tượng này có thể làm dấy lên nhiều nỗi e ngại. Mưa máu phổ biến đến mức nó hẳn có một trang Wikipedia cho riêng mình. Trường hợp điển hình nhất là vào năm 2001 khi một cơn mưa lớn màu đỏ đổ xuống bang Kerala của Ấn Độ. Nếu bạn lo sợ rằng cơn mưa này mang theo dịch bệnh của người Ai Cập cổ đại hay điều này báo hiệu một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh thì bạn có thể bình tĩnh lại được rồi. Các nhà khoa học đã chứng minh một loại tảo siêu nhỏ màu đỏ là nguyên nhân đằng sau loại hiện tượng này. Mưa ếch, mưa chim, mưa cá, hiện tượng lạ lùng này thường xuất hiện tại nước Anh vào năm 1996. Một cơn mưa ếch đã trút xuống thành phố Llandewi, xứ Wales, sau đó không lâu vào năm 1998 nó lại xảy ra ở London. Trong năm 2010, bang Arkansas của nước Mỹ đã phải hứng chịu một trận mưa chim khi xác những con chim két liên tục rơi xuống trong khu vực rộng khoảng 2 km của thành phố Bibi. Một điều tương tự xảy ra với loài chim bồ câu ở Ý vào năm sau đó. Nhiều điều kỳ lạ nhất phải kể đến là hiện tượng xảy ra ở Honduras. Hàng năm tháng 6, ngôi làng Jolo lại tổ chức lễ hội có tên là lễ hội mưa cá để đón một cơn bão thường niên, khiến hàng nghìn con cá rơi xuống đường phố. Các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về nguyên nhân gây ra những loại mưa động vật này. Chỉ có một giả thuyết đơn giản là có vẻ như những cơn lốc xoáy đã kéo theo những con vật không may mắn này lên rồi thả chúng xuống một nơi nào đó ở cách xa hàng cây số. Hiện tượng Bunado. Hiện tượng này chắc chắn sẽ là cơn ác mộng cho những ai đối mặt. Bunado là hiện tượng những cột lốc xoáy cao đến hàng trăm mét được tạo ra bởi những con châu chấu đỏ. Cơn lốc xoáy này không di chuyển với tốc độ cao và gây thiệt hại như những cơn lốc xoáy thông thường, nhưng chúng cũng rất đáng sợ. Các cột lốc xoáy này là các cột khí nhỏ xoay tròn hình thành khi một khu vực trên mặt đất được hâm nóng nhanh hơn khu vực xung quanh trong một ngày nóng khô ráo. Cơn mưa keo kỳ lạ. Cơn mưa này xảy ra tại thành phố Orin, nước Mỹ vào năm 1994. Cơn mưa đã trút xuống thành phố này không phải là nước mà một loại chất keo sền sệt. Một người phụ nữ có tên là Sunny Barclay cho biết đã rất bối rối vì ngôi nhà của cô dường như là tâm điểm của sự kiện kỳ lạ này. Khi cô lấy hạt mưa keo có kích thước như hạt gạo đến cho viện sinh thái của tiểu bang, họ nhận thấy trong đó chứa vô số các tế bào nhưng lại không thể nói rằng đó là những tế bào gì. Giả thuyết được đưa ra là đây là những mẩu vụn còn sót lại của những con sứa biển bị thổi tung trong các cuộc thử bom ở đại dương. Nhưng dù giả thuyết này có là thực đi chăng nữa thì như thế vẫn vô cùng kỳ lạ. Hiện tượng sao thạch. Hiện tượng sao thạch bắt đầu được ghi tại Scotland từ thế kỷ 14 khi nhiều người dân nước này tìm thấy lượng lớn những chất nhờn nhớp nháp trong rừng, quanh hiên nhà của họ hay thậm chí ngay trong cây cối của họ. Có những người cho rằng đây là những gì còn sót lại trên mặt đất sau một trận mưa sa băng, nhưng không phải. Học giả John Sugardson từ thế kỷ 14 từng tuyên bố đây là thuốc bôi trực tiếp điều trị chứng áp xe. Dù thế nào đi chăng nữa, những thứ xuất hiện trên cỏ, sao thạch và mưa keo ở trên đều có hình dáng thật kỳ dị. Các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra tuyên bố cụ thể về nguồn gốc của chúng, bất kể những chất nhờn này bắt nguồn từ đâu. Nếu như bạn trực tiếp nhìn thấy chúng, bạn sẽ rất ghê rợn. Đứng trước tự nhiên, con người chúng ta còn quá nhỏ bé và ngoài kia còn rất nhiều hiện tượng khác nữa mà chúng ta chưa thể có lời giải đáp hoàn hảo. Chúng ta nên có một thái độ khiêm tốn và khách quan khi đối mặt với những hiện tượng kỳ lạ, siêu thường, như vậy mới có thể hiểu rõ hơn về thế giới. Kính thưa quý vị, dân làng Trung Quốc cầu cứu khi lũ lụt ngày càng tồi tệ, chính quyền để mặc đê vỡ. Lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến ít nhất 27 trong số 31 tỉnh và các vùng của Trung Quốc. Vừa qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu vực sông Trường Giang sẽ còn hứng chịu mưa lớn trong 24 giờ tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu vực sông Trường Giang của Trung Quốc sẽ đạt khoảng từ 100mm đến 180mm trong 3 ngày tới. Ở một số vùng, lượng mưa có thể lên tới 300mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía Bắc của Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn vào 2 ngày tới. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hải và Thuận Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những ngày tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Ông Diệp nói, chúng ta nên chú ý nhiều hơn miền Bắc Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 lần đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài The Epoch Times, người dân ở các tỉnh Ngọc Lục, An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hồ hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết một cư dân với bí danh Wang Min sống ở làng Yiwan nằm ở thành phố Đồng Lăng thuộc tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc. Dòng sông Trường Giang chảy qua làng này. Hôm vừa qua, ông Wang Min nói với đài The Epoch Times rằng ông và dân làng bị buộc rời khỏi quê nhà vốn ở gần một con đê nhỏ trong ngày hôm đó. Ông Wang cho biết chính quyền đã từ bỏ những khu vực đê nhỏ hơn để bảo vệ những khu vực đê lớn hơn. Ngoài ra, việc không gia cố bờ kè để mặt đê vỡ một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công, họ để mặc mặt nước lũ từ sông Trường Giang tràn qua đê. Và ngày hôm đó, hơn 12.000 người phải rời khỏi nhà của mình ở Đồng Lăng, ông Wang nói. Hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi lũ lụt giảm bớt tại các nhà tạm trú. Ông Wang cho biết các nhà tạm trú thiếu mọi thứ nước uống, nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều. Ông nói thêm rằng chính quyền thậm chí không cung cấp cho dân làng đủ thực phẩm. Nhiều người dân lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Gia tộc Yu sống tại làng Hu Đông thuộc huyện Bảo Dương, tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc. 3 thế hệ của gia đình sống chung với một mái nhà. Làng Hu Đông và hàng chục ngôi làng khác trong huyện đã bị nước lũ nhấn chìm sau nhiều lần vỡ đê. Giới chức tuyên bố rằng họ đã sơ tán người dân bị ảnh hưởng, nhưng gia đình Yu vẫn bị mắc kẹt trong nhà của họ. Lũ lụt hiện vẫn chưa rút khỏi khu vực này. Trao đổi với The Epoch Times, người cha cho biết ngập lụt ở khắp mọi nơi, chúng tôi không thể đi ra ngoài và chúng tôi thật sự cần thực phẩm. Người ông nội giải thích nước lũ đã cao đến tầng 2 ở làng Hu Đông. Ông Yang là cư dân sống tại làng DC, cách làng Hu Đông khoảng 30 dặm. Ông Yang và những người dân làng mình cũng bị kẹt trong tình trạng tương tự như gia đình Yu. Ông nói ở làng tôi rất nhiều người mất nhà, nước lũ vẫn đang dâng cao, còn chính quyền thì đang xả nước lũ từ hồ Bà Dương. Nước lũ đã đạt đỉnh ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, thuộc miền Trung Trung Quốc vào lúc 11 giờ đêm. Chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo một người dân tại làng Wangju thuộc quận Thái Điền của thành phố đã gửi một đoạn video tới The Epoch Times, trong đó nói rằng tất cả dân làng đã buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng vì chính quyền sẽ xả nước lũ từ sông Trường Giang vào khu vực làng của ông. Trong một đoạn phát sóng của đài truyền hình Trung Quốc CCTV, ông Chen Guo Ya, phó kỹ sư trưởng của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, khúc sông Trường Giang đi ngang qua tỉnh Hồ Bắc có thể đạt mực nước nguy hiểm trong vòng 10 ngày tới. Trang web tin tức của chính quyền Vũ Hán là Chang Chang Net đưa tin rằng ngập lụt ở sông Trường Giang sẽ dẫn đến tình trạng 2 đỉnh lũ liên tiếp, có nghĩa là một đỉnh lũ mới sẽ đến trước khi đỉnh lũ cũ đi qua. Trận mưa xối xả mạnh nhất trong vòng 61 năm qua đã đổ bộ vào Thiểm Tây, Trung Quốc. Trung và hạ lưu sông Hoàng Hà hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, nhiều con sông bị vỡ bờ và Sơn Tây lân cận cũng bị lũ lụt. Điều này sẽ rất khó khăn cho các nạn nhân và nhân viên cứu trợ. CCTV của Trung Quốc dẫn lời Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Thiểm Tây cho biết kể từ mùa lũ, 8.653.400 người ở 114 quận và huyện ở tỉnh Thiểm Tây đã bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ lụt. Nhân dân Nhật Báo đưa tin, để đối phó với mưa bão lớn ở các tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ khẩn cấp 80 triệu nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai và phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 quốc gia để cứu trợ thiên tai. Chịu ảnh hưởng của mưa lũ, có tổng cộng 25 sông và 30 trạm ở tỉnh Thiểm Tây trải qua 43 đỉnh lũ, trong đó 7 trạm thủy văn của 7 con sông có 12 đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Trận mưa lớn khiến hơn 20.000 người ở Hán Trung phải sơ tán khẩn cấp, nhiều danh lam thắng cảnh ở tỉnh Thiểm Tây phải đóng cửa. Ngoài ra, do mực nước sông Weihê và Bedu dâng cao, bờ bao ở huyện Đại Lý Thiểm Tây nằm ở hai lưu vực sông đã bị ngập lụt. Gần 240.000 người đã bị ảnh hưởng và 490.000 mu đất nông nghiệp bị ngập. Thống kê thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 461 triệu nhân dân tệ, khoảng 20 triệu đô la Đài Loan. Thời báo chứng khoán đưa tin, 2 mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây đã bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả và 60 trong số 682 mỏ than ở Sơn Tây, một tỉnh sản xuất than gần đó, đã phải đóng cửa, mặc dù một số mỏ đang dần sản xuất trở lại. Kể từ đầu mùa lũ, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hàng triệu người ở nhiều tỉnh. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiếm khi đưa tin về thảm họa hoặc đưa tin sai hoặc chuyển hướng chú ý đến việc đưa tin về các vụ tai nạn ở nước ngoài. Điều này làm dấy lên sự bất mãn của công chúng. Theo một báo cáo gần đây của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc Xinhuanet, một số nơi ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã bị vỡ đê và Hồ Nam đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Tuần trước, bờ kè sông Tương Giang ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam bị vỡ, gây ngập lụt một khu vực rộng lớn gần đó. Trên thực tế, cư dân mạng đại lục đã đăng tin tức và video về lũ lụt ở nhiều nơi trên phần mềm liên lạc Twitter, điều này gây sốc. Được biết, vào tuần qua, sông Tương Giang ít nhất đã vỡ ở 4 nơi. Tuy nhiên, sau 6 ngày lũ lụt ở một số khu vực, các phương tiện truyền thông chính thức vẫn chưa đưa tin chính thức về tình hình cứu hộ. Ngoài ra còn có video cho thấy nước ở Giang Tây, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và những nơi khác rất dữ dội. Hai bên sông Tương Giang ở Hồ Nam, mực nước cao hơn mặt đất khoảng 5 mét. Một đoạn video khác cho thấy những ngôi nhà đổ sập, đường dây bị cuốn trôi và các thi thể trôi trên sông. Tuy nhiên, thảm họa nói trên không được các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin. Tờ People Daily Online chính thức đưa tin tính đến nay hơn 3,93 triệu người tại 90 quận và khu đô thị của 14 thành phố và tỉnh thuộc tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng và hàng nghìn ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng. Bà báo cáo không hề đề cập đến hoàn cảnh bi đát của các nạn nhân và các báo cáo liên quan đã bị hạ thấp và không xuất hiện trên các tiêu đề của các phương tiện truyền thông. Báo cáo cũng tuyên bố rằng chính phủ đã phân bổ tổng cộng 1,2 triệu nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai và phân phát hơn 1.000 bộ mền và áo khoác. Tuy nhiên, một số cư dân mạng chỉ ra rằng quỹ cứu trợ thiên tai do chính phủ ban hành chỉ có 30 xu một đầu người. Xinhuanet đưa tin vào đầu đợt mưa bão ở miền Nam, 5,312 triệu người ở 8 tỉnh và khu tự trị gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và Quý Châu đã bị ảnh hưởng và 61 người thiệt mạng, 14 người mất tích, nhà cửa ở một số khu vực bị hư hại nặng, mùa màng thất bát, thiệt hại kinh tế trực tiếp hàng chục tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, mưa ở miền Nam Trung Quốc vẫn không ngớt. Đã hơn một tháng, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần như im hơi lặng tiếng trước thông tin thảm họa. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ báo cáo rằng các tìm kiếm về lũ lụt miền Nam và lũ lụt miền Nam trên mạng xã hội đại lục Sina Weibo chỉ cho thấy các cuộc thảo luận lẻ tẻ, nhiều bài đăng về lũ lụt đã bị xóa. Đồng thời, phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa tin chi tiết và kịp thời hơn về vụ cháy xưởng hoạt hình ở Kyoto, Nhật Bản, mất điện ở New York, Hoa Kỳ và trận lụt ở Ấn Độ. Một số cư dân mạng đã đăng trên WeChat Moment rằng CCTV đã phát sóng sự cố mất điện ở Hoa Kỳ lúc 1 giờ sáng nhưng không nói rằng có lũ lụt ở Hồ Nam. Thưa quý vị và các bạn, Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn nhất Trung Quốc lại vừa phải hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày, khiến 27 mỏ than trong tỉnh phải tạm ngừng sản xuất, phản hồi từ 12 giờ ngày hôm qua. Trung Quốc gần đây đang trong tình trạng thiếu điện, chính phủ đã cắt điện trên diện rộng ở nhiều nơi. Nguồn cung cấp than không đủ và giá than tăng cao. Kể từ ngày 10 tháng 8, tỉnh Sơn Tây đã có mưa trong nhiều ngày và chính quyền địa phương đã liên tiếp đưa ra cảnh báo rủi ro khí tượng đối với các thảm họa địa chất và núi lửa, cảnh báo màu xanh lam cho mưa lớn. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, 27 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã vượt mức an toàn. Có 10.704 người phải di rời, 27 mỏ than, 99 mỏ phi than, 7 công ty hóa chất nguy hại và 231 công trình đang được xây dựng đã bị đình chỉ, 74 danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa. Văn phòng Sở Chỉ huy Tình trạng Khẩn cấp về thảm họa địa chất lớn tỉnh Sơn Tây vừa phát đi thông báo cho biết do lượng mưa lớn, tính đến ngày hôm nay, các thành phố Jinhong, Luliang và Linfen đã liên tiếp xảy ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất, gây thương vong. Các quy định của kế hoạch ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất tỉnh Sơn Tây, sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức, nó đã được quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp độ 3. Năm 2022, Sơn Tây sẽ trở thành tỉnh thứ hai của Trung Quốc trong lịch sử với sản lượng hàng năm hơn 1 tỷ tấn sau Nội Mông. Sản lượng than của Sơn Tây và Nội Mông năm 2022 lần lượt là 1,063 tỷ tấn và 1,001 tỷ tấn, chiếm 53,7% tổng sản lượng của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo hãng tin AP đưa tin, mặc dù cơn bão nhẹ Mulan, bão nhiệt đới Mulan đã giảm thành xoáy thuận nhiệt đới, nó có thể đổ bộ vào các tỉnh miền Trung và miền Nam của Philippines mang theo lượng mưa cường độ cao và gây ra nhiều trận lở đất. Ít nhất 58 người đã thiệt mạng chỉ trong 48 giờ, lũ lụt và các mảnh vỡ đã buộc hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán khỏi nhà của họ. Theo báo cáo từ Trung tâm Cứu trợ Thiên tai của đất nước, tỉnh Leyte, miền Trung nước này bị thương nặng nhất, với 47 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở 6 ngôi làng ở Bay, thành phố lớn nhất trong khu vực, và hơn 100 người bị thương, 27 người vẫn đang mất tích, chính quyền địa phương lưu ý. Đối với lực lượng công an, quân đội và lực lượng tìm kiếm cứu nạn, khó khăn lớn nhất hiện tại là tình trạng sạt lở lan rộng đã làm ách tắc giao thông, khiến họ không thể tiến sâu vào vùng thiên tai để ứng cứu. Trước tình hình giao thông bị tắc nghẽn, nhiều đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang ở tuyến đầu đã nói với giới truyền thông rằng con số thương vong có thể tiếp tục tăng và xoáy thuận nhiệt đới vẫn đang hoạt động gây ra một mối đe dọa nhất định cho đảo Mindanao ở phía Nam, kêu gọi chính quyền và người dân không bất cẩn. Philippines, quốc gia tiếp xúc với ít nhất 20 cơn bão lớn nhỏ hàng năm, vừa hứng chịu siêu bão Rai vào cuối năm 2021. Khi đó, nó mang theo lượng mưa lớn và gió mạnh, khiến 400 người thiệt mạng và làm hàng chục nghìn người vô gia cư. Cơn bão bất ngờ cũng làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ phục sinh ở Philippines. Quý vị thân mến, thành phố Đài Nam, thành phố Cao Hùng và huyện Bình Đông đã phát đi báo cáo đặc biệt về mưa lớn. Dưới trận mưa bom lớn, nhiều đoạn đường và cầu nối lần lượt bị đóng cửa. Hãy cẩn thận khi đi ra ngoài. Tổng cục Khí tượng Trung ương phát đi bản tin đặc biệt về đợt mưa lớn hôm nay lúc 8 giờ. Luồng không khí Tây Nam bị ảnh hưởng, dễ xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn. Cục Khí tượng nhắm vào thành phố Đài Trung, huyện Thường Hóa, huyện Nam Đầu, huyện Văn Lâm, thành phố Gia Nghĩa, huyện Gia Nghĩa và huyện Đài Đông đã ban hành báo cáo đặc biệt về mưa lớn. Huyện Bành Hồ đã ban hành báo cáo đặc biệt về mưa lớn. Thành phố Đài Nam khác, thành phố Cao Hùng và huyện Bình Đông đã ban hành báo cáo đặc biệt về mưa lớn. Trong số đó, Đài Nam và Cao Hùng thông báo tạm dừng các lớp học vào tối ngày hôm qua. Hơn 10 đoạn đường ở các thị trấn, thị tứ bị ngập nặng khiến các phương tiện không thể qua lại. Đài Nam đã đóng cửa 12 con đường và 17 cây cầu vào 8 giờ sáng nay và 35 điểm sạt lở đất ở thành phố Gao đang trong tình trạng báo động đỏ. Chuyên gia khí tượng Uderong nhận định dự báo áp cao Thái Bình Dương sẽ mạnh dần lên và mở rộng về phía Tây trong những ngày tới. Do đó, khu vực Tây Nam Đài Loan sẽ có mưa kéo dài hơn nửa tháng, dự báo sẽ thay đổi từ cuối tháng 8. Trước ảnh hưởng của trận mưa xối xả, Trung tâm ứng phó thảm họa thành phố Đài Nam đã được nâng cấp lên cấp 2 và cấp 1 vào lúc 9 giờ ngày hôm qua, đồng thời thông báo tạm dừng các lớp học và các lớp học vào ngày hôm nay. Khu vực Đài Nam tiếp tục có mưa suốt đêm và mưa khá to. Một số tuyến đường trong khu vực bị ngập lụt. Wiki cũng đăng thông tin mới nhất về cơn mưa xối xả trên Facebook, yêu cầu công chúng đặc biệt chú ý khi ra ngoài. Khu vực Cao Hùng cũng hứng chịu trận mưa lớn xối xả. Tối qua thông báo sẽ tạm dừng các lớp học và giờ học. Có 8 cây cầu ở thành phố Gao do mưa lớn khiến mực nước sông tăng vọt. Chính quyền thành phố đã đóng cửa cầu Mindadot ở quận Alian trước đó và 7 cây cầu khác bao gồm cầu Chongde ở quận Tianlao, và Cục Kiểm soát nước thành phố nhắc nhở công chúng chú ý. Từ hôm đầu tuần này, mưa lụt lớn ở miền Nam đã làm 195 người chết và 106 người mất tích. Xinhuanet Bắc Kinh cho biết các trận mưa xối xả và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc kể từ ngày đầu tháng đã khiến tổng cộng 195 người chết và 106 người mất tích. Kể từ đầu tháng, đã có 4 trận mưa lớn xảy ra ở một số nơi ở miền Nam, khiến vùng Trung và Hạ lưu sông Dương Tử, Tây Nam Trung Quốc và một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc nhiều lần bị lũ lụt, sạt lở đất. Theo thống kê, đợt mưa bão và thiên tai lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc kể từ ngày đầu tháng đến nay đã khiến tổng cộng 88 thành phố thuộc 15 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương ở Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông bị thiệt hại. Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu ở Vân Nam, 37,47 triệu người ở 530 quận, thành phố, huyện bị ảnh hưởng, 195 người chết, 106 người mất tích, 1,462 triệu người phải chuyển đi tái định cư khẩn cấp và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 33,12 tỷ nhân dân tệ. Bộ Dân chính cho biết, nhìn chung các đợt thiên tai lũ lụt vừa qua ở miền Nam Trung Quốc có những đặc điểm sau. Một là sự thay đổi nhanh chóng của hạn hán và lũ lụt. Từ tháng 9 đến tháng 10 bị ảnh hưởng bởi lượng mưa thiếu trầm trọng, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và các tỉnh khác ở Trung và Hạ lưu sông Dương Tử đã phải chịu hạn hán nghiêm trọng và số người bị ảnh hưởng cao nhất lên tới hơn 42 triệu người. Từ đầu mùa lũ, khu vực này hứng chịu nhiều đợt mưa lớn liên tiếp. Tình hình hạn hán lũ lụt diễn biến đột ngột, ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị cứu trợ thiên tai của địa phương. Thứ hai, cường độ mưa lớn. Bởi vì các khu vực mưa chính của một số vòng quá trình về cơ bản là trồng chất, lượng mưa tích lũy ở nhiều khu vực vượt qua giá trị lịch sử. Lượng mưa tối đa trong 60 phút ở Sinh Đông, huyện Quang Môn, tỉnh Quý Châu đạt 142,5mm và lượng mưa trong 8 giờ ở Yang, huyện Thông Trang, tỉnh Hồ Bắc đạt 349mm, đều vượt quá một lần trong 200 năm. Thứ ba là thương vong nặng nề. Các thảm họa địa chất như lũ quét, sạt lở đất là nguyên nhân chính gây thương vong. Tổng số 293 người chết và mất tích, chiếm gần 3/4 tổng số người chết và mất tích. Thứ tư, có nhiều thảm họa lặp đi lặp lại. 223 quận, thành phố, huyện bị thiên tai lặp lại, chiếm 45,7% tổng số quận bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong số đó, 60 quận bị ảnh hưởng bởi hơn 3 trận mưa xối xả, chiếm gần 15% tổng số quận bị ảnh hưởng. Thứ năm, việc cứu trợ thiên tai là lớn. Tổng số 387 quận, thành phố, huyện thuộc các khu vực già, trẻ, biên giới và nghèo chiếm 72% tổng số quận bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Để đối phó với đợt mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam từ đầu mùa lũ đến nay, Ủy ban Quốc gia giảm nhẹ thiên tai và Bộ Dân chính đã tăng cường công tác khẩn cấp trong mùa mưa lũ, thực hiện giám sát, đánh giá thiên tai, tăng cường liên lạc, phối hợp giữa các ban ngành, khẩn trương đưa ra các phương án khẩn cấp và phân bổ các quỹ và vật liệu cứu trợ thiên tai của Trung ương để đảm bảo sinh kế cơ bản của người dân. Bộ Tài chính và Bộ Dân sự đã bố trí và phân bổ 165 triệu nhân dân tệ trong quỹ trợ cấp thiên tai do Trung ương hỗ trợ, chủ yếu được sử dụng cho việc di chuyển và tái định cư khẩn cấp, hỗ trợ chuyển đổi cuộc sống, phục hồi và tái thiết các ngôi nhà bị thiệt hại và các thành viên gia đình nạn nhân của vùng thiên tai bão lụt. Bộ Dân sự đã khẩn cấp điều động 5.000 lều và 50.000 mền cứu trợ thiên tai tới các khu vực bị thiên tai ở các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam và An Huy, giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai giải quyết những khó khăn cơ bản mà họ gặp phải trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, Tân Hoa Xã tổng hợp lượng mưa lớn liên tục ở lưu vực sông Dương Tử đã khiến mực nước của dòng chính sông Dương Tử tăng cao trên diện rộng. Tính đến ngày hôm nay, trận lũ lụt lớn nhất ở lưu vực sông Tiền Đường ở Chiết Giang trong 56 năm đã ảnh hưởng đến 4,413 triệu người, với 12 người chết và 5 người mất tích do thảm họa. Theo dữ liệu quan trắc thủy văn của Ủy ban Bảo tồn Nguồn nước sông Dương Tử, tính đến 14 giờ ngày hôm nay, mức gia tăng trung bình hàng ngày của mực nước tại các địa điểm quan trọng như Cu Tan ở thượng lưu sông Dương Tử, Sa Si và Vũ Hán ở trung lưu và Đại Đồng ở hạ lưu sông Dương Tử là gần 0,8 mét. Mực nước Chen Lingji và Hoku của sông Dương Tử nối với hồ Đông Tinh và hồ Poyang lần lượt đạt 28,39 mét và 16,91 mét, cao hơn 6,13 mét và 8,09 mét so với điểm thấp nhất khi hạn hán xảy ra tồi tệ nhất trong năm nay. Ngoài ra, phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia vào ngày hôm qua rằng lượng mưa lớn kể từ 2 ngày trước đó đã khiến mực nước của các sông chính và phụ lưu của sông Tiền Đường ở Chiết Giang tăng trở lại và mực nước của một số trạm đã đạt mức cao mới trong năm nay. Theo quan trắc, do ảnh hưởng của tổng hợp của phụ lưu sông Kim Hoa và thượng nguồn dòng chính Quy Giang, lúc 7 giờ 30 phút ngày hôm qua, mực nước đỉnh lũ của trạm thủy văn Lan Si ở trung lưu sông Tiền Đường là 31,86 m, xếp hạng đầu tiên kể từ năm 1955. Mực nước cao nhất đo được vào năm 1955 là 33,48 m. Người ta hiểu rằng hiện nay một số công trình kè nông thôn có tiêu chuẩn phòng thủ thấp dọc theo sông như Khu Yu và Lan Si có nguy cơ bị ngập lụt do lũ vượt quá tiêu chuẩn công sự. Trong số đó, hơn 12.300 người ở thành phố Lan Si đã được chuyển đến. Từ đêm nay đến ngày mai sẽ có mưa to đến rất to ở các khu vực Đông Nam Cam Túc, Nam Thiểm Tây, Bắc Lưu vực Tứ Xuyên, Tây Bắc Hồ Bắc, Đông Hải Nam, Trung và Nam Đài Loan. Từ ngày mai đến 2 ngày tới ở phía đông tây nam khu vực Hoàng Hải, Giang Hoài, Giang Sơn có mưa vừa đến mưa to và có nơi mưa rất to và cục bộ. Hồ chứa Tân An Cương xả lũ hôm nay, các phóng viên đã biết được từ hội nghị truyền hình xả lũ hồ chứa Tân An được tổ chức vào chiều ngày hôm qua rằng hồ chứa Tân An đã được lên kế hoạch ban đầu để mở các cửa xả lũ vào sáng ngày mai. Vào thời điểm đó, 3 trong số 9 lỗ cửa xả lũ sẽ được mở để xả lũ với lưu lượng nhỏ, dự báo sẽ ảnh hưởng đến hạ du. Theo Wang Chunlai, phó giám đốc điều hành văn phòng trụ sở chính của phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Chiết Giang, theo kế hoạch xả lũ sơ bộ, hoạt động cụ thể của việc xả lũ ba lộ mất nửa giờ. và tổng lưu lượng xả khi mở dự kiến là 2.890 m3 trên giây và đóng cửa khi mực nước trước đập giảm trở lại trong khoảng từ 106,7 m đến 106,5 m. Toàn bộ quá trình xả lũ diễn ra trong vòng khoảng 32 đến 44 giờ. Thưa quý vị, ngày hôm qua, một bức ảnh chụp nền thủy đình ở Hồ Tây bị nhấn chìm do lượng mưa lớn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Ngày hôm nay, phóng viên tìm hiểu được thông tin từ Phòng Quản lý Nước thuộc Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hồ Tây. Sau 24 giờ khơi thông tiêu thoát, mực nước Hồ Tây đã cơ bản trở lại bình thường. Nghe nói hôm nay, lãng mạn nhất ở Hàng Châu chính là dẫn người thương đến Hồ Tây ngắm biển. Ngày hôm qua, câu nói lãng mạn này được lan truyền rộng rãi trên Weibo. Trong ảnh, hành lang 9 khúc quanh mặt Hồ Tây đã bị mặt hồ nhấn chìm. Cư dân mạng ngay lập tức liên tưởng bức ảnh với câu chuyện Bạch Nương Tử lấy nước ngập núi. Bắt đầu từ ngày hôm trước đó, trận mưa lớn thứ tư đã đổ bộ vào Hàng Châu với lượng mưa khoảng 91,5 mm, đạt mức mưa lớn. Lượng mưa lớn này trực tiếp khiến mực nước Hồ Tây dâng cao. Chen Lin, người đứng đầu Văn phòng Quản lý Nước của Ủy ban Quản lý Khu Thắng Cảnh Hồ Tây cho biết dữ liệu ngày hôm qua cho thấy mực nước lớn nhất của Hồ Tây là 17,32 m đã vượt quá mực nước cảnh báo bình thường là 7,18 m. Nhân viên Văn phòng Quản lý Nước Hồ Tây đánh giá vị trí trong bức ảnh phải là cầu dài Hồ Tây. Tin cho hay cầu dài nằm trong danh sách mùi ngò gai trong sóng liễu. Ở phía đông nam Hồ Tây, do thân cầu nằm sát mực nước Hồ Tây nên lượng mưa lớn ập vào, mực nước dâng nhanh, mặt cầu thấp sẽ bị nhấn chìm do mực nước dâng cao. Chen Lin cho biết trận mưa lớn do bão Rosa năm 2007 mang lại cũng khiến cảnh tượng tương tự xuất hiện trên cầu dài. Sau gần 24 giờ mở cửa và thoát nước, 7 giờ ngày hôm nay, Weibo chính thức của Ban Quản lý Khu Thắng Cảnh Hồ Tây Hàng Châu đã thông báo đến du khách mực nước Hồ Tây cơ bản đã trở lại bình thường. Các bạn đến thăm yên tâm nhé! Theo dự báo mới nhất của Đài Quan sát Khí tượng Trung ương, Trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ lại tiếp tục có mưa lớn từ ngày mai đến 2 ngày tới và lượng mưa tích lũy ở một số khu vực của khu vực phía bắc nam sông Dương Tử có thể lên tới 200 đến 300 mm. Theo các chuyên gia khí tượng, các vùng mưa chính của đợt mưa thứ 3 về cơ bản chồng chất với các vùng mưa chính của hai đợt trước. Những trận mưa liên tiếp đã dẫn đến khả năng xảy ra thảm họa địa chất ở các khu vực phía nam An Huy, Tây Chiết Giang, Bắc Phúc Kiến, Đông Bắc và Tây Bắc Giang Tây, Đông Nam Hồ Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc Hồ Nam, Nam Trùng Khánh, Đông Quý Châu và Đông Bắc Quảng Tây. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở, lượng mưa thường xuyên vừa qua đã khiến các sông hồ chứa vừa và nhỏ ở một số khu vực phía Nam tiến gần hoặc vượt mực nước cảnh báo. Do mưa tiếp tục kéo dài nên các địa phương phải tăng cường điều tra, gia cố các nguy hiểm của các sông vừa và nhỏ và các đập hồ chứa nguy hiểm. Ngoài ra, cơn bão nhiệt đới số 6 năm nay, Nesat đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào lúc 10 giờ ngày thứ ba tại huyện Giao An, tỉnh Phúc Kiến và cường độ của Nesat được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu. Đài Quan sát Khí tượng Trung ương dỡ bỏ cảnh báo bão màu xanh lúc 10 giờ hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 3 vào lúc 11 giờ ngày hôm qua và cử các nhóm công tác đến Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc, An Huy và những nơi khác để hướng dẫn chính quyền các địa phương làm tốt công tác phòng chống lũ lụt, ứng cứu khẩn cấp và cứu trợ hạn hán. Tính đến ngày hôm qua, số liệu thống kê cho thấy kể từ mùa mưa lụt đến nay, 13 tỉnh thành trên cả nước đã phải hứng chịu lũ lụt, 465.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, 8,48 triệu người bị thiệt hại khoảng 7,4 cho 45 tỷ nhân dân tệ. Liên đoàn Công đoàn Toàn Trung Quốc những ngày qua cũng đã rất chú ý đến thiên tai lũ lụt ở một số tỉnh và khu vực phía Nam, đồng thời rất quan tâm đến sản xuất và đời sống của đại bộ phận công nhân ở các khu vực bị ảnh hưởng. Sau khi biết rằng mưa và lũ xối xả ở các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và Quý Châu đã khiến 5,7187 triệu người bị ảnh hưởng, 75 người thiệt mạng, 69 người mất tích và nhiều diện tích cây trồng bị hư hại. Mạng phát thanh truyền hình Côn Minh Trung Quốc trong bản tin ngày hôm nay cho biết vào khoảng 16 giờ 20 phút chiều ngày hôm qua, một trận mưa lớn bất ngờ xảy ra tại ngã ba của làng Xiao Long và làng Yongjing, thị trấn Xiao Đông, huyện Triệu Dương, Triệu Đông, thành phố tỉnh Vân Nam. 9 người thiệt mạng, 14 người bị thương và 3 người mất tích. Vào khoảng 16 giờ 20 phút chiều cùng ngày, bầu trời thị trấn Xiao Long Đông mây đen bao phủ, cơn mưa lớn đổ xuống như trút nước, khiến núi lửa cuồn cuộn phun trào. 10 người đang trú ẩn trong hố gầm cầu đường sắt Lianggu đã bị lũ cuốn trôi và 4 người bị cuốn trôi khi đi qua mương. Tính đến 19 giờ ngày hôm qua, hai cốt của 9 nạn nhân đã được tìm thấy. Công tác tìm kiếm một người mất tích khác vẫn đang được tiến hành. Do mưa lớn lúc 20 giờ 30 phút đêm, công tác tìm kiếm cứu nạn của lực lượng cứu hỏa bị tạm dừng. Toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn tạm thời rút lui để tìm kiếm cứu nạn những người mất tích trong ngày hôm qua. Theo ông Mã Bình, người tham gia tìm kiếm cứu nạn và chứng kiến vụ việc, do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn, lũ lụt ở Siêng Lâm Đồng đã vượt mức lưu lượng kỷ lục lịch sử. Tính đến 22 giờ ngày hôm qua, tích lũy lượng mưa ở thị trấn Siêng Lâm Đồng đạt 55 mm. Ngay khi trời mưa ngày hôm qua, ba chị em bao gồm Mame của làng Siêng Lâm Đồng và Suo Milan và những người đang làm việc trên núi chạy đến cống dưới gầm đường sắt Lianggu cách mặt đất không xa để tránh trời mưa. Sau khi chứng kiến Mame và 6 người khác bị lũ cuốn trôi, hai người dân trong làng đã bị thương trong quá trình cứu hộ. Cùng ngày, mẹ con Major ở tổ 20 Đà Hào Đi, làng Siêu Mi, thị trấn Siêng Lâm Đồng đều bị lũ cuốn trôi sau khi băng qua mương sông. Hiện 4 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Sau khi thảm họa xảy ra, lãnh đạo huyện Triệu Dương và các sở ngành liên quan đã khẩn trương đến hiện trường, tổ chức nhân lực cứu hộ, tìm kiếm người mất tích, chú ý diễn biến thời tiết để đề phòng thiên tai thứ cấp. Thị trưởng Lưu Kín Hoa yêu cầu huyện Triệu Dương tổ chức lực lượng làm tốt công tác cứu trợ thiên tai, thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai như phòng chống lũ lụt trong mùa lũ, thu thập thông tin thiên tai liên quan, báo cáo các sở, ban, ngành, tỉnh, thành phố. Sau khi thảm họa được báo cáo với chính quyền tỉnh, Thống đốc Gang Gangong đã yêu cầu chính quyền thành phố và huyện tích cực cứu chữa những người bị thương, nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích và làm tốt công tác hậu sự của những người đã khuất. Đồng thời cũng yêu cầu các địa phương quan tâm phòng chống thiên tai lũ lụt, tai biến địa chất như sạt lở đất, dòng chảy đá dăm và dự báo để giảm thiểu thiệt hại. Cùng ngày, Đảng bộ và chính quyền huyện Triệu Dương đã thành lập nhóm chỉ đạo cứu trợ khẩn cấp lũ lụt đột xuất 6,19 của thị trấn Siêng Lâm Đồng tại hiện trường cứu trợ, đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình những người đã khuất. Một cuộc họp văn phòng đặc biệt khẩn cấp được tổ chức vào lúc 21 giờ 40 phút tối ngày hôm qua. Thứ nhất, một nhóm dẫn đầu cho công tác xử lý thảm họa thiên nhiên ở thị trấn Siêng Lâm Đồng được thành lập. Thứ hai, Cục Nội vụ đã phân bổ 300.000 quỹ cứu trợ thảm họa để trợ cấp tang lễ và 10.000 nhân dân tệ một người ở phòng nội vụ quận. Đã phân bổ 5.000 kg gạo cứu trợ thiên tai tới những người dân chịu thảm họa lũ lụt. Thứ ba, Sở Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố triển khai 2 thuyền xung kích tham gia tìm kiếm và cứu nạn. Thứ tư, lãnh đạo cuộc họp đã đến Trung tâm Y tế Siêng Lâm Đồng và Bệnh viện số 2 của thành phố thăm hỏi, an ủi những người bị thương, đồng thời nhanh chóng chuyển đến bệnh viện để điều trị cho những người bị thương nặng hơn. Đồng thời, truyền đạt tinh thần chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan. Theo thống kê sơ bộ, thảm họa đã khiến tổng cộng 1.368 hộ gia đình và 5.179 người thuộc 21 nhóm dân cư ở các làng Siêng Lâm Đồng, Siêng Mi và Songjing ở thị trấn Siêng Lâm Đồng bị ảnh hưởng. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 261,87 ha, trong đó 55,2 ha thuốc lá dạng khói, 206,67 ha ngô và khoai tây, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 3,5 triệu nhân dân tệ. Hiện công tác điều tra thảm họa hạt nhân, lo hậu sự cho người đã khuất và trấn an gia đình đang được tiến hành một cách trật tự. Thưa quý vị, từ mấy ngày nay, thành phố Nghi Sơn đã hứng chịu trận mưa lớn nhất trong năm nay, khiến 278.200 người trong thành phố bị ảnh hưởng. Đối mặt với thảm họa nghiêm trọng, Yinchang đã hành động nhanh chóng và nỗ lực hết sức để chống lại thảm họa và tự cứu mình. Bắt đầu từ 2 ngày trước, Nghi Sơn đổ mưa lớn và mưa lớn xảy ra ở một số khu vực. Lượng mưa tối đa ở Gongjiangping, huyện tự trị Wufeng Thuya đạt 175,5 mm. Diện tích cây trồng trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng là 21.500 ha, hơn 720 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, 1.507 người bị lũ đe dọa phải di rời và tái định cư khẩn cấp. Sau khi thảm họa xảy ra, lãnh đạo thành phố Nghi Sơn đã chỉ đạo thủ trưởng các sở ngành liên quan tổ chức quần chúng tự giác chống thiên tai. Các cán bộ từ các quận, huyện bị thiên tai đã thành lập một tổ công tác đi đến các thị trấn bị thiệt hại nặng nề nhất để hướng dẫn cứu trợ thiên tai và giải quyết ổn thỏa cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng. Yigui, Sinchan, Di Linh và các khu vực quận và thành phố của hồ chứa Tân Hiệp khác đã tổ chức các tổ đặc biệt túc trực 24/24 giờ để tăng cường giám sát tại chỗ và đề phòng các nguy cơ địa chất tiềm ẩn để đảm bảo an toàn. Quý vị thân mến, miền Nam Trung Quốc sẽ gặp phải đợt mưa lớn thứ tư trong tháng này. Bắt đầu từ ngày mai, lượng mưa lớn sẽ lan rộng từ phía đông lưu vực Tứ Xuyên đến bắc sông Jinhuai và sẽ có mưa to ở một số khu vực. Các chuyên gia chỉ ra rằng đợt mưa lớn này vẫn trùng lặp một phần với các vùng mưa chính của các đợt mưa trước. Vào tháng này, vùng Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc thường xuyên có mưa. Trong 3 ngày qua, Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử có lượng mưa lớn nhất và trên diện rộng nhất trong năm nay. Theo các chuyên gia khí tượng, quá trình này có đặc điểm là phạm vi bao phủ rộng và cường độ mưa lớn mạnh. Diện tích mưa lớn về cơ bản trùng lặp với hai đợt mưa trước. Quá trình mưa lớn đã bao phủ hầu hết Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, mang lại 60,46 tỷ mét khối tài nguyên nước cho các khu vực nói trên. Từ mai, một đợt mưa lớn mới sẽ bắt đầu từ phần phía đông của lưu vực Tứ Xuyên đến phần phía bắc của sông Jinhuai và sẽ có mưa lớn ở một số khu vực. Vào ngày mai, thời tiết mưa sẽ tiếp tục tăng cường và sẽ có mưa to đến rất to ở Đông Giang Sơn, Giang Hoài và Bắc Giang Nam và mưa lớn cục bộ. Đến ngày kia, đợt mưa lớn này sẽ suy yếu dần và chỉ có miền Nam Giang Tô, An Huy, Chiết Giang và những nơi khác sẽ có mưa lớn hơn. Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo mưa rông màu vàng vào ngày hôm nay. Dự kiến từ 14 giờ ngày hôm nay đến 14 giờ ngày mai, Đông Bắc Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tây và Bắc Quý Châu, hầu hết Hồ Bắc, Nam Hà Nam, Bắc Hồ Nam, Bắc Giang Tây, Trung và Nam An Huy, Trung và Nam Giang Tô, Thượng Hải, Bắc Chiết Giang, Quảng Tây có mưa to hoặc mưa rất to ở Nam, Trung và Nam Quảng Đông và các nơi khác, trong đó có mưa to ở các nơi như Bắc Trùng Khánh, Tây Nam và Đông Bắc Hồ Bắc, Nam An Huy và núi Dapi. Các chuyên gia của Đài quan sát khí tượng Trung ương chỉ ra giới hạn trên của lượng mưa đối với đợt mưa lớn này là khoảng 200mm, cường độ mưa không mạnh như đợt mưa tuần qua trong tháng này. So với 3 quá trình trước, đặc điểm chính của đợt mưa lớn này là vị trí vành đai mưa hơi chệch về phía Bắc, tâm mưa lớn nằm giữa sông Dương Tử và sông Hoài. Các khu vực miền Nam Trung Quốc bắt đầu hứng chịu trận mưa lớn thứ 3 kể từ tuần trước, gây ra lũ lụt ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và phía Tây Nam. Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia, tính đến nay có 19 người thiệt mạng và 7 người mất tích tại 8 tỉnh, thành phố Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu trong quá trình mưa xối xả và lũ lụt kể từ tuần trước. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng thời gian gần đây ở miền Nam Trung Quốc có lượng mưa thường xuyên và đợt mưa lớn này vẫn có phần trùng lặp với các khu vực mưa chính của đợt mưa trước đó là khu vực Đông Nam Tây Bắc, lưu vực Tứ Xuyên, Giang Hoài và Bắc một phần của Giang Nam. Cần phải tăng cường phòng chống lũ quét, lở đất và các thảm họa khác do lượng mưa lớn gây ra. Trong những ngày tới, dưới ảnh hưởng của rãnh áp thấp gió mùa, các khu vực nội thành Quảng Châu thường có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng hôm qua, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ lần đầu tiên được phát ra trong năm nay. Tổng cộng có 5 tín hiệu cảnh báo thời tiết đã được phát đi ở Quảng Châu trong vòng 24 giờ. Đồng thời, 3 sở chỉ huy quốc phòng của thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 1 để đề phòng mưa bão. Giang Quang Minh, Bí thư Thành ủy, yêu cầu tất cả các địa phương thực hiện trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và làm tốt công tác phòng chống ngập úng đô thị. Thị trưởng Quan Thinh Liang chỉ đạo tất cả các địa phương cần làm tốt công tác phòng chống mưa bão theo kế hoạch, tăng cường phòng thủ các khu vực xung yếu. 5 cảnh báo được đưa ra liên tiếp trong vòng 24 giờ. Ngày hôm kia, trời bắt đầu mưa to ở Quảng Châu. 23 giờ 22 phút ngày hôm kia, Đài quan sát khí tượng đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. 1 giờ sau, mưa ngày càng mạnh và Đài quan sát khí tượng đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Sau đó, mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực của Quảng Châu và mưa sẽ tiếp tục. Đài quan sát khí tượng đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên trong năm nay. Trận mưa lớn hôm đó đã dứt, nhưng hệ thống mây mưa lớn lại kéo đến vào lúc 17 giờ 32 phút. Đài quan sát khí tượng lại phát tín hiệu cảnh báo mưa rông màu vàng. Vào lúc 18 giờ 01 phút, một tín hiệu cảnh báo màu xanh lam về rông bão và gió giật mạnh đã được phát đi. 28 nơi bao gồm đại lộ Trung Sơn bị ngập lụt. Chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn từ khoảng 22 giờ đêm qua, một số đoạn đường trũng thấp hoặc các tuyến đường nội thị bắt đầu tích nước, trong đó 28 điểm ở khu vực trung tâm thành phố xảy ra tình trạng tích nước trong thời gian ngắn hoặc ngập úng. Nghiêm trọng nhất là đại lộ Yongsan, Đại học Sư phạm, Đại học Tế Nam, đại lộ Bạch Vân trước Học viện Ngoại ngữ Nam, đường Yongchang East. Ngoài ra, một cột viễn thông ở số 37 đường Yulgang Ema cũng bị đổ sập. Một vụ sụt lún rộng khoảng 1 m² đã xảy ra tại nút giao thông phía Bắc và hơn 2.000 hectare đất nông nghiệp ở làng Yuanxia, quận Tahe, quận Bạch Vân đã bị ngập lụt. Được biết, có tổng cộng 115 điểm ngập úng tại khu vực đô thị trung tâm được triển khai ở cấp thành phố và quận, huyện. Từng điểm ngập úng được ứng cứu tiêu úng kịp thời. Tổng cộng có 2.881 nhân viên cứu hộ, 502 xe cứu hộ các loại và 1.042 máy bơm nước đã được điều động. Tính đến chiều hôm qua, toàn bộ lượng nước ứ đọng trong khu vực đã rút. Do triển khai ứng cứu khẩn cấp kịp thời nên lượng mưa lớn không gây tích nước trên diện rộng tại khu vực đô thị trung tâm, không ảnh hưởng đến giao thông, không có báo cáo tình hình bất thường tại khu vực miền núi phía Bắc và chưa nhận được báo cáo thương vong.